kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 19 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong trưa chiều nay, tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời tiếp tục nắng ráo với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trong 2 ngày tiếp theo, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng và tác động rõ rệt hơn đến thời tiết khu vực. Trời có nắng với cường độ mạnh hơn cùng với nền nhiệt có xu hướng tăng thêm, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Số điểm nắng nóng được dự báo sẽ gia tăng, xảy ra cả ở các tỉnh vùng núi phía Bắc với nhiệt độ cao nhất ban trưa là trên 35 độ. Riêng một số tỉnh ven biển như Hải Phòng hay Thái Bình, số giờ nắng trong ngày thấp hơn, vì vậy nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là 33 độ. Sau đó, khoảng chiều tối ngày 21 sang sáng ngày 22, không khí lạnh có khả năng được tăng cường nhưng với cường độ khá yếu nên chủ yếu chỉ gây mưa cục bộ tại một vài tỉnh giáp biên giới phía Bắc. Còn về ban ngày, toàn miền phổ biến ít mưa và có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến ở ngưỡng là từ 33 đến 35 độ. Trong khi Đông Bắc Bộ có chút biến động về tình hình thời tiết trong ngày 22, thì tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do nằm trọn trong vùng thấp nóng nên những ngày tới thời tiết ổn định với trạng thái nắng nhiều, có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến từ 34 đến 37 độ, khu Tây Bắc lên tới ngưỡng 38-39 độ. Vùng áp thấp nóng phía Tây cùng với hiệu ứng phơn sẽ tác động rõ rệt đến thời tiết khu vực Trung Bộ trong những ngày tới. Trời nắng nhiều với cường độ mạnh cùng với nền nhiệt cao nhất ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dao động từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng xảy ra gay gắt tại các tỉnh vùng núi phía Tây như Con Cuông, Quỳnh Lưu của Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 39-40 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn chút ít nhưng cũng duy trì ở ngưỡng 34 đến 37 độ. Cùng với nắng nóng, độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Người dân khu vực này cần đề phòng cháy nổ ở khu dân cư đông đúc và cảnh giác với cháy rừng có thể xảy ra. Ở phía nam đất nước, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục có nắng nhiều vào ban ngày với nhiệt độ từ 31 đến 34 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ ở Tây Nam Bộ. Nắng nóng tiếp diễn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 35 đến 36 độ. Đang trong thời gian chuyển giao mùa tại khu vực này nên tuy có nắng vào ban ngày nhưng đến chiều tối khu vực có thể xảy ra mưa rào cục bộ, tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ nên sẽ làm giảm bớt không khí nóng bức ban ngày. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 39 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng đêm ngày 21, sáng ngày 22, vùng núi Việt Bắc có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, những ngày tới phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 20 đến ngày 22, chiều tối có mưa và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 34 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, trạng thái thời tiết chủ đạo tại khu vực này trong 3 ngày tới là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vào ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất duy trì từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ban ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội 3 ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong những ngày tới, mưa dông ít có khả năng xuất hiện. Khu vực có gió hướng Đông Nam đến Nam với cường độ ở mức trung bình cấp 3, cấp 4. Riêng phía Tây có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 gây sóng cao, biển động. Nguyên nhân là do sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải khi trời nắng với gió Đông Nam đến Nam hoạt động ở mức là cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!